biến thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định mưa đã giảm hẳn trên hầu hết các khu vực của cả nước, chỉ còn một vài nơi có mưa rào nhưng không đáng kể. Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng trời rét, các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi về đêm, ngày nắng. Riêng thời tiết Nam Bộ, hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn, mưa rào vài nơi. Tuy nhiên, trong khoảng 2 ngày 16 đến 17 tháng 1, mưa sẽ tăng lên tại khu vực này. Về nhiệt độ, phía Tây Bắc Bộ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 11 đến 14 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C.